Rất vui được gặp lại bạn ngày hôm nay, ngày thứ 17 trong chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn theo cuốn sách The Magic của tác giả Rhonda Byrne, được chuyển thể sang tiếng Việt bởi thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Ngày hôm nay mang tên Tấm Sét Nhiệm Màu. Trong vũ trụ nhiệm màu không có sự tình cờ, cũng chẳng có điều ngẫu nhiên. Bất cứ điều gì xảy ra cũng là do mong muốn của ai đó. Khi bạn hướng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn về một tình huống tiêu cực nào đó, thì một tình huống mới sẽ được tạo nên. Điều này có nghĩa là khi đặt bản thân vào trạng thái biết ơn tiền bạc, chứ không phải cảm giác thiếu thốn tiền bạc, thì một tình huống mới sẽ được tạo ra, xóa bỏ tình trạng thiếu thốn ấy, thay thế bằng một tình huống với nhiều tiền hơn. Tất cả những cảm xúc tiêu cực về tiền bạc sẽ càng đẩy tiền ra xa và giảm lượng tiền bạn đang có được trong cuộc sống. Cứ mỗi khi bạn cảm thấy tồi tệ về tiền của bạn lại giảm đi một chút. Nếu bạn có những cảm xúc như ghen tị, thất vọng, lo lắng hay sợ hãi về tiền bạc, bạn không thể nhận thêm. Theo quy luật hấp dẫn, những thứ giống nhau sẽ hút nhau. Vậy nên nếu thất vọng vì không đủ tiền, bạn sẽ thu hút thêm nhiều tình huống khiến bạn thất vọng vì không đủ tiền. Nếu lo lắng về tiền, bạn sẽ nhận được thêm nhiều tình huống khiến bạn lo lắng về tiền. Nếu sợ hãi vì thiếu tiền, bạn sẽ nhận thêm được nhiều tình huống khiến bạn sợ hãi vì thiếu tiền. Có thể rất khó khăn, nhưng bạn phải lờ đi tình trạng thiếu tiền hiện tại, và lòng biết ơn là phương pháp chắc chắn nhất để làm được điều đó. Bạn không thể biết ơn tiền bạc và thất vọng về nó cùng một lúc. Bạn không thể có ý nghĩ biết ơn và lo lắng về tiền cùng một lúc. Bạn cũng không thể vừa biết ơn vừa sợ hãi tiền bạc cùng một lúc. Khi biết ơn tiền bạc, bạn không chỉ chấm dứt những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực vốn có đang ngăn chặn tiền bạc, bạn còn đang thực hiện mọi thứ cần thiết để mang tiền về với mình. Bạn vốn đã thực thi lòng biết ơn, vì có vậy thì bạn mới đã và đang nhận được tiền như hiện tại. Vậy nên, trước khi sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn để có được số tiền mà mình muốn, bạn cần hiểu được những cách thức mà tiền bạc và sự giàu có tìm đến với bạn. Bởi vì, nếu bạn không biết ơn mỗi khi nhận được tiền, bạn sẽ ngăn chặn dòng tiền bạc chảy đến với mình. Tiền bạc có thể đến với bạn thông qua việc nhận được những tấm sét đột xuất, hoặc tăng lương, trúng xổ số, hoặc hoàn thuế, hoặc một món quà bất ngờ là tiền từ ai đó. Tiền bạc của bạn cũng gia tăng khi người nào đó mua giúp bạn cà phê, bữa trưa, bữa tối, khi bạn chuẩn bị bỏ tiền ra để mua chúng. Đó cũng có thể là một món hàng được giảm giá mà bạn tìm thấy, một cam kết hoàn tiền khi mua hàng, hoặc khi có người tặng món đồ mà bạn cần mua. Kết quả cuối cùng trong mỗi tình huống này đều là bạn có nhiều tiền hơn. Vậy nên khi một tình huống xảy ra, hãy hỏi chính mình, tình huống này có khiến tôi nhiều tiền hơn không? Bởi vì nếu câu trả lời là có, bạn cần cảm thấy biết ơn với khoản tiền mình nhận được thông qua tình huống ấy. Nếu bạn nói với một người bạn về món đồ mình sắp mua và người đó đề nghị cho bạn mượn hoặc cho hẳn bạn vì họ không dùng nữa, hoặc nếu bạn đang lên kế hoạch đi du lịch và tình cờ biết được một chương trình khuyến mại hấp dẫn, hoặc ngân hàng của bạn giảm lãi suất tiền vay, hoặc nhà hàng cung cấp mang đến gói dịch vụ mới tốt hơn, thì tiền của bạn cũng được gia tăng thông qua việc tiết kiệm chi phí. Giờ thì bạn đã tưởng tượng ra vô vàn cách mà mình nhận được tiền chưa? Khả năng cao là bạn đã từng trải qua những tình huống này rồi, và bất kể khi ấy bạn có nhận ra không, thì chúng xảy ra là vì bạn đã thu hút chúng. Nhưng một khi lòng biết ơn đã trở thành bản chất của bạn, bạn sẽ thu hút những tình huống kỳ diệu ấy trong mọi lúc, mọi nơi. Nhiều người gọi đó là vận may, nhưng đó không phải là vận may mà là quy luật của vũ trụ. Bất cứ tình huống nào khiến bạn có nhiều tiền hơn hoặc nhận được điều gì đó, bạn vốn phải bỏ tiền ra mua, tất cả là kết quả từ lòng biết ơn của bạn. Bạn sẽ cảm thấy rất vui khi biết mình đã làm được điều ấy, và khi kết hợp niềm vui với lòng biết ơn, bạn sẽ tạo ra một sức hút thực sự, liên tục thu hút thêm nhiều sự đủ đầy nữa. Khi đến Mỹ trong vài năm trước, tôi chỉ có 2 chiếc vali, tôi làm việc trong một căn hộ trống trải với chiếc máy tính trên đùi. Tôi không có xe, vì thế hầu hết lúc nào tôi cũng phải đi bộ, nhưng tôi biết ơn vì mọi thứ. Tôi biết ơn vì mình đã ở Mỹ, tôi biết ơn vì công việc mình đang làm, tôi biết ơn vì căn hộ trống trải với 4 chiếc đĩa, 4 con dao, 4 chiếc đĩa và 4 chiếc muỗng. Tôi biết ơn vì mình có thể đi bộ đến hầu hết những nơi muốn đến, và tôi biết ơn rằng có một chiếc taxi đậu ngay bên kia đường.
Sau đó điều phi thường đã xảy ra. Một người quen đã quyết định cho tôi mượn tài xế và một chiếc xe trong vòng vài tháng. Ngoài chiếc máy tính thì lúc ấy tôi chỉ có những vật dụng rất cơ bản để tồn tại. Vậy mà đột nhiên tôi có cả xe, cả tài xế riêng. Tôi đã biết ơn và tôi nhận được thêm, và đó chính xác là phương pháp tạo ra phép màu của lòng biết ơn. Phương pháp nhiệm màu về tiền bạc hôm nay là phương pháp đã mang lại kết quả phi thường cho rất nhiều người. Ở cuối phần này, bạn sẽ thấy một tấm séc nhiệm màu còn chừa chỗ trống được phát hành từ ngân hàng biết ơn của vũ trụ. Và bạn sẽ tự mình viết tấm séc này. Hãy điền vào số tiền mà bạn muốn nhận được cùng với tên bạn và ngày điền. Chọn một số tiền cụ thể để mua thứ gì đó bạn thực sự muốn. Bởi vì bạn sẽ cảm thấy biết ơn tiền nhiều hơn khi biết được mình sẽ dùng số tiền ấy vào việc gì. Tiền bạc chỉ là công cụ, nó không phải là mục đích cuối cùng. Vậy nên nếu bạn chỉ nghĩ đến tiền một cách đơn thuần, lòng biết ơn sẽ không thể nhiều được. Khi tưởng tượng về việc có được thứ mình thực sự muốn hoặc làm được điều mình thực sự muốn, bạn sẽ cảm thấy biết ơn hơn với rất nhiều so với việc chỉ nghĩ đến tiền đơn thuần. Bạn có thể photocopy hoặc scan tấm séc nhiệm màu này từ quyển sách. Bạn cũng có thể tải xuống rất nhiều tấm séc nhiệm màu từ trang thesecret.tv. Nếu muốn, bạn có thể bắt đầu viết một số tiền nhỏ trên tấm séc nhiệm màu, và khi nhận được số tiền nhỏ ấy, bạn có thể gia tăng số tiền trong những tấm séc tiếp theo. Nếu bắt đầu với số tiền nhỏ, thì khi nhận được tiền một cách nhiệm màu, bạn sẽ biết được chính mình đã thu hút nó và sẽ hoàn toàn tin tưởng vào phép màu của lòng biết ơn. Khi ấy, lòng biết ơn và niềm vui sẽ giúp bạn tự tin viết vào những số tiền lớn hơn. Một khi bạn đã điền các thông tin vào tấm séc nhiệm màu, hãy cầm tấm séc trong tay và nghĩ về điều cụ thể mà bạn muốn có được số tiền ấy. Hãy vẽ ra một bức tranh trong đầu, hình dung bạn dùng số tiền đó để sở hữu thứ mình muốn và cảm nhận sự hào hứng và sự biết ơn nhiều nhất có thể. Có thể bạn muốn có tiền để mua đôi giày mới, máy tính mới, giường mới. Vậy nên hãy hình dung bản thân mình đang mua những thứ mình muốn trong cửa hiệu. Nếu bạn muốn mua thứ ấy trực tuyến thì hãy hình dung ra lúc mình nhận nó để cảm thấy được sự hứng khởi và lòng biết ơn. Bạn có thể cần tiền để đi du lịch nước ngoài hoặc đóng học phí đại học cho con. Vậy thì hãy tưởng tượng bản thân đang mua vé máy bay hoặc mở tài khoản học phí cho con tại ngân hàng. Hãy cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn như thể bạn đã nhận được nó rồi. Sau khi hoàn thành các bước này, hãy đem theo tấm séc nhiệm màu trong hôm nay hoặc để nó ở một nơi thường xuyên nhìn thấy. Và ít nhất 2 lần trong ngày, hãy cầm tấm séc nhiệm màu trong tay, hình dung bản thân dùng số tiền ấy để làm điều mình muốn, cảm nhận lòng biết ơn và sự phấn khởi càng nhiều càng tốt, như thể bạn đang thực sự có được chúng. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện thêm nhiều lần trong ngày nữa. Cũng như các phương pháp khác, việc thực hiện những điều này nhiều lần là không bao giờ thừa. Vào cuối ngày, bạn có thể để tấm séc nhiệm màu ở vị trí cũ hoặc đặt nó vào một nơi có thể nhìn thấy hàng ngày. Bạn có thể đặt nó trên tấm gương trong phòng tắm, trên tủ lạnh, bên dưới hòn đá nhiệm màu, trong xe hoặc trong ví, hoặc trên hình nền máy tính. Bất cứ lúc nào nhìn thấy tấm séc nhiệm màu, hãy cảm nhận như thể mình đã có số tiền và cảm thấy biết ơn vì giờ đây bạn đã có thể sở hữu hay làm điều mình muốn. Khi nhận được số tiền đã viết trên tấm séc nhiệm màu, hoặc khi nhận được thứ bạn muốn dùng số tiền ấy để mua bằng cách này hay cách khác, hãy thay tấm séc ấy viết lại một số tiền khác mà bạn muốn dùng để có được điều mình thực sự muốn. Sau đó tiếp tục thực hiện phương pháp tấm séc nhiệm màu. Cứ như vậy thực hiện trong bao lâu tùy bạn. Để thực thi phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay, bạn hãy làm theo những bước sau. 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc. Viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc và hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Điền vào tấm séc nhiệm màu số tiền bạn muốn nhận được cùng với tên bạn và ngày điền. 3. Cầm tấm séc nhiệm màu trong tay và tưởng tượng ra việc dùng số tiền đó để mua hoặc làm thứ bạn muốn. Hãy cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn như thể bạn đã có được nó. 4. Hôm nay hãy đem theo tấm séc nhiệm màu hoặc để nó ở nơi thường xuyên nhìn thấy và ít nhất 2 lần trong ngày. Hãy cầm tấm séc trên tay, hình dung bản thân đang dùng số tiền ấy để làm điều mình muốn và cảm nhận lòng biết ơn như thể bạn đang thực sự có được chúng.
5. Cuối ngày hôm nay hãy để tấm xét nghiệm màu ở vị trí có thể nhìn thấy hàng ngày. Khi nhận được số tiền đã viết trên tấm xét nghiệm màu hoặc nhận được thứ bạn muốn dùng số tiền ấy để mua, hãy viết lại một số tiền khác dùng để có được một thứ khác bạn muốn lên tấm xét và lặp lại các bước từ 2 đến 4. 6. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Để thực thi tốt nhất phương pháp này, bạn hãy đọc lại các bước dưới phần mô tả của video. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.